Có mấy con này à? Mấy con cái kia bán hết à? Không. Đấy. Dữ lắm ấy nhỉ? Ừ. Nó tưởng con chuột nó cắn chết con mèo. Nó cắn con mèo á? Chạy lên tận tầng buổi đấy nha, xin chào tất cả anh em đam mê chó sang nha, của Cú nha. Bây giờ giống chó của Cú thì chỉ còn màn này thôi nha anh em nha. Đấy, hôm nay cũng khá là lâu rồi, cũng chưa có thời gian mà làm chút video cho anh em xem. Đây Cú rảnh rỗi thì làm cho anh em một chút video. Đấy, còn con cái này này. Chỉ còn con vẹn này với lại con đực. Con đực cọc này với con vàng này thôi nhá. Đây anh em nha. Con chó sang thì được như này thì ok luôn nha anh em nha. Con này giờ cũng khá lâu mình không thả nó rồi thì nó cũng hơi béo. Không được mang đi sang bát này, nó hơi béo. Quá béo luôn. Trời, rất là đẹp luôn. Cọc đây nha anh em nha. Cũng khá là bận nên là mình cũng chưa được mang đi dừng đi test sân chơi đấy. Con Biên là Cú đã bán đi rồi nha anh em nha. Con Biên thì được chuyển đi Sơn La rồi đấy. Mấy con là bột ở dưới nhà dưới kia thì Cú cũng không hay quay. Các ai nhu cầu dùng sang cày cáo rồi ấy sang hàng thú to thì ới cho Cú nhé. Họ cũng có vài con sang cũng khá là ok luôn đấy, nhưng mà Cú cũng chưa thời gian nào đi bởi vì mùa này là Cú làm am thì cũng nhiều cãi, nó cũng hơi đem một chút nha anh em nha. Nói chung là hơi đem một chút nên là Cú không muốn đi xa. Thì cũng chỉ gọi nha anh em mà gửi những cái hình ảnh ngãng về cho anh em thôi. Thì anh em mà xem nếu mà có nhu cầu sang hàng gì thì hàng chó sang hàng gì thì ới cho Cú một tiếng nha. Vẹn này thì cũng khẳng định với anh em là đi không biết hơi lạnh có làm tốt lắm không nha, nhưng mà đi gặp mùi là nó làm luôn nha.
con này mà được còn được cắn lợn nhiều nữa thì anh em hết ý luôn nha anh em nha. Chó mình ui là nó rất là hăng luôn. Con này đánh hơi thì rất là chính xác nha anh em nha. Đánh hơi thì cũng không phải giảm vừa đâu. Ví dụ như đất được các anh em mà có chỗ nào có cây à có lại khỉ hay là cây thì được con này sẽ đi theo hơi hơi thì yên tâm luôn. Thì nếu mình vào xem những đàn chó là lợn con của mình, lợn con lợn rồi hai con nha, cho nó to như nào nha anh em nha. Hai con rất là đẹp nha anh em nha. Ôi, nhanh nhẹ nha, nhanh nhẹ cực kỳ đẹp. Không bao lâu nữa mình sẽ cho nó lên rừng, để ở trên rừng. Khá đẹp luôn. Con đỏ chót là con cái, à cả hai con cái hết nha anh em nha. Đằng này là cần đằng, đằng cái hết. Đây. Con này thì hôm nọ mình bột ở dưới quán kia thì nó toàn đi ngủ đường nhá, nên là mình giờ mới cho nó về ở trên này. Giờ bột đây thì gần đến nhà thì nó cũng hay chạy đi lung tung thì mình không thả nữa. Đi nữa xem nha, cú thì được cú sẽ mang con này đi test cho anh em xem nha. Đấy, con này chợ cú khẳng định với anh em là lợn thì nó sang luôn nha. Nhưng mà không biết là nó có lì hay không thôi.
Độ đánh có đánh lì hay không thôi. Ngoài độ sáng lợn thì khẳng định là nó sáng 100% luôn nhé. Con này rất là chịu khó nha, đi vào rừng thì đi tìm mùi cực kỳ xa luôn. Con này hợp nhất là đi với con Biên thôi nha anh em nhé. Con Biên đi với con này hay con này đi ở mạnh lắm. Đi rất là xa luôn. Con đứa đi con Biên này. Không phải chơi đâu nha anh em. Không được đi sang rồi. Rất là hăng luôn. Đang bận đám cưới cho đứa cháu nó mình không đi được. Nhưng mà hết đám cưới phát là khả năng mình cũng mong muốn là được cùng anh em đi thưởng thức một chút. Đấy, chó mà được cái đầu đèn như con này thì có rất là ít nha. Cái thứ nhất là đầu thủ nó đẹp này, thứ hai là đầu thủ nó đẹp đây, cái chỗ này cái ránh này nó phải bằng như này đấy. Còn những cái con mà cái đầu này mẹ nó hề hẹt nên trắng này hề hẹt thì chó sang cũng không sang cũng không ly lắm đâu nhé. Đầu này rất là ok luôn. Con này chê với tợi cái thân nó hơi tròn một chút nhưng mà đi thì ly lắm nhá anh em nhá. Đi vào rừng một phát là đằng khác có thể thua thua nó luôn. Nhìn này thôi. Cái con nào mà đi rất là nhanh nhẹn mà đi xa chịu khó đi tìm lúc đầu tiên thì đi một ngày là thua nó luôn. Con này đi vào nó không 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 đi nhanh lắm đâu, đi bình thường nhưng mà đi tầm một ngày là sẽ biết con chó nào mà là chó đi được lì mà đi chịu khó. Đây mang vết của nó này. Đấy, nó có cái ránh này sau sau mà cái trắng này nó cực kỳ rộng này thì có ý lắm nha anh em nha. Mà hai tay của nó thì đứng như này thì cũng không phải chó cực kỳ đẳng cấp nhá. Những cái chó nào rồng nào mà nó sang giỏi với lại nó chó nó có tương lai nó sang tốt thì tay nó cũng phải tay kiểu thất thân như này nhá. Đấy, nó hơi thất thân như này, chết cháo này này, nó không phải lại tay đứng như này này. Đấy, nói cho anh em, có một số anh em kinh nghiệm chọn chó thì có các bác thợ già một số thì cũng kinh nghiệm cũng quá cao nhưng mà có một số thì anh em mới chơi thì cũng chưa hiểu về chó sang lắm thì mình cũng tư vấn một chút thôi. Còn cái quan điểm nhìn chó thì mỗi một con người là nó thích một kiểu đâu, không phải là ai cũng thích cái kiểu như này như nọ đâu. Mình cũng có mấy thằng bạn nó chuyên môn đi tìm chó mua mà cái chó mình chọn chọn thì nó không bao giờ thích đâu nhé. Nhưng mà nó cái chó nó chọn thì mình cũng không bao giờ thích. Nhưng cơ bản là mình mua cái dòng chó của mình về thích hay không thì làm được việc mà anh em mua được nhiều thì đấy mới là quan trọng nha. Còn cái ông cứ chọn cái kiểu chó của ông đấy thì họ không dùng được mà không làm việc được thì chắc chắn là cũng sẽ không ấy được. Như ông bạn mình chuyên đi mua liên tục luôn nhưng mà chó đấy là mang về đuổi đi đuổi chim suốt thôi. Đi đuổi chim với cắm nhau thôi, không làm việc được. Anh em phải hiểu ra là dòng chó như chó của mình đây thì nói chung ra là cũng không hẳn là quá giỏi nhưng mà nó con nào nó cũng sang được một chút. Nếu mà mình có chuyên môn nữa thì chắc cũng gặp phải hàng thì cũng yên tâm về nó luôn. À, video của mình thì hôm nay kết thúc tại đây nhá. Mình đang có chút việc nữa, tí mình sẽ quay lại với công việc nha. Thì có gì mình hẹn gặp lại video tiếp theo nha.